Wow, cả nhà nhìn miếng thịt của nó kìa. Bò đây là bò thượng hạng nha mọi người, rất là ngon luôn á. Quá xá bự. Kiểu như là bây giờ mình đang lấy nó ra để bỏ vào cái mâm á mọi người, mà nó hơi bị mỏng á, nên là mình không biết cách lấy như thế nào. Mình kêu anh xã như mình á, anh Tero á, anh lấy ra. Lấy nó còn khó. Điêu luyện lắm không? Bò này á, mình ăn lẩu nha mọi người, mình ăn với lẩu. Hôm nay mình ăn sẽ ăn lẩu trứng, ăn bò với lẩu trứng gà sống. Đây, trứng gà sống như thế này nè, xong mình ăn chung với lẩu. Gọi bên Nhật gọi món đó là món sukiyaki. Sukiyaki, hôm nay ăn sukiyaki nha mọi người. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Vợ chồng bà Nhân GP. Hôm nay hai vợ chồng mình sẽ ăn món sukiyaki, ăn chung với trứng gà sống này nha mọi người. Rồi, hay. Hôm nay mình sẽ ăn món sukiyaki, ăn với trứng gà sống này nè mọi người. Phong tục của người Nhật á là họ ăn cái này á, họ ăn với trứng gà sống đó là không có hề bị tanh, không có hề bị hôi gì hết trơn á. Lúc đầu mình mới qua Nhật á, mình cũng không ăn được, nhưng mà lúc là ông đó Abura, bây giờ bỏ dầu vô nên cổ thịt này á là thịt thượng hạng á nha mọi người, thịt bò thượng hạng á, nó không phải là bò Kobe nhưng mà nó cũng là nằm trong nhóm bò thượng hạng, nó cũng gọi là mắc tiền á. Giờ chế nước súp vô, cái nước súp của nó vô, cái này là món nước súp này mình mua ngoài siêu thị á mọi người, chế vô hay. Cái nước súp này nó có cái vị rất là ngọt. Rồi, ok. Ừ, nó xoay đi được. Giờ xoay bỏ vô, bỏ rau vô luôn. Cái tổ. Cái tổ. Tàu phụ, bỏ tàu phụ vô. Con nhạc cửa, cái này là gọi như là miếng, xong rồi ta cột lại á mọi người. Kiểu như đây cho mọi người xem. Đây, nè miếng này, cái miếng á, xong rồi người ta cột lại á. Đó, con nhạc cửa, nó tên là con nhạc cửa, rất là ngon. Mình đặt trứng nha. Trứng sống nha. Đây. Khuấy nó lên này nha mọi người. Trứng gà sống khuấy nó lên. Trứng gà sống bây giờ nó không có bị tanh, nó rất là đặc điểm rất là hay. Mình không hiểu tại sao mà nó không tanh thì mình không biết, nhưng mà thật sự là có cái loại trứng gà sống á, nó rất là mắc. Người quẻ nó đến cái loại đó là gọi đặc ngon á, dùng để chiên để ăn sống luôn á nha. Cái loại này ăn sống được, nhưng mà cái loại đó gọi là chiên để ăn sống, nó rất là ngon, cái vị nó rất là ngon. Mời mọi người nha, rót đi vô. Cái bên này nó có cái trứng nó đặc biệt, nó giá tầm khoảng 500.000 600.000 Việt Nam mình cho một chục, nó bán với một chục. Nhà mình thì chỉ có ăn hết những loại trứng thông thường thôi. Có kia luôn. Hay.
はい、多分肉できた。はい。はい。いただきます。い。はい、いただきます。いただきます。mời mọi người nha。mời mọi người。mời mọi người。まだ。できるじゃん。できる？できるでしょ。いや、ちょっと赤い。あ、ちょっと、こっちは。あ、これいいよ、はい。テロは？え、さっきはい。ありがとう。はい。Thịt nó như thế này xong rồi bỏ vô trứng rồi nè. Cái ngập vô trứng nha, mọi người nhìn này, nó ngập vô trứng xong rồi mình bỏ. Ừ. Đấy, cảm lên. Đây, xin bụng. Đây. Xong, xong rồi múc lên miếng như thế này nha. Itadakimasu, mời mọi người. Ngon hơn. Ngon hơn nè. Ôi xí. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Cái nước sốt nó rất là ngọt. Mà quan trọng là cái phần thịt của nó. Thịt rất là mềm. Bỏ vô miệng nó tan luôn mọi người. Tự nhiên nó tan luôn. Ôi xin nào. Ôi xin. Rất là ngon. Mà cái này phải ăn thịt cái thịt to nó mới ngon. Thịt nè. Trời ơi, ăn chiếc viên trứng nha. Thịt nè. Hết. Ngon quá mọi người. Ừ. Rất là ngon. Ngon vui. Rất là ngon. Thịt nó mềm. Mềm mà gọi là mềm tan trong miệng luôn á. Thịt bò mà nó mềm tan trong miệng luôn á. Mình ăn là không có phải nhai gì hết trơn á. Cái này là mấy bài già ăn là ok lắm đây nè. Hai cái thịt bò này là hai vị nó khác nhau. Ăn như thế nào? Mà người Việt Nam mình thì thấy ăn trứng như này thấy ghê đúng không? Kiểu như là ăn sống á, thấy ăn sống mà còn ăn với lẩu nó ghê. Nhưng mà người Nhật á là phong tục của họ ăn như thế này không thấy ghê gì hết trơn á. Lúc đầu mình mới qua mình cũng thấy ghê lắm. Nhưng mà ăn riết rồi nghiện. Ngon quá. Ngon quá. Mọi người ơi, không biết là mọi người lấy chồng xa, không biết cảm giác của mọi người có tuổi thân hay thiệt thòi gì không. Chứ với mình mà lấy chồng xa ở bên nhau thì nó không có thiệt thòi tuổi thân. Để mình tâm sự cho mọi người nghe câu chuyện mà vậy, như tâm sự cho mọi người biết là cái hồi mà vợ chồng mình cưới nhau hả? Nãy mình muốn gì? Mất tiền rồi. Mất tiền. Đi kia tỏ. Đi kia tỏ. Thầy, hồi mà cưới nhau, hai vợ chồng mình cưới nhau mọi người. Anh chồng mình đâu có về nước được đâu. Kiểu là anh thì phải bận đi làm á. Mà trước đám cưới là anh không có về được. Anh chỉ về đúng cái ngày đám cưới còn cách khoảng 2 ngày thôi. Thế là hai vợ chồng mình á, kiểu như là cái gì cũng một tay một mình làm hết. Từ từ viết thiệp mời đến nhà hàng hay tất cả đều là một mình làm hết. Lúc đó nha, mọi người biết không? Mình lúc mà mình đi thử đồ cưới á, lúc mà mình đi thử đồ cưới mình buồn nhất á mọi người, biết buồn gì không? Tại vì mình thấy ai cũng có cặp cái đôi đi thử đồ cưới chung với nhau, chỉ có mỗi mình à, mỗi mình là có mỗi mình là lạc một mình, lạc lõng nhất vô tiệm đồ cưới có mình à, không có chú rể. Xong làm cái gì cũng có một mình ơn á, tại vì chị mình á thì không có giúp gì được cho mình đâu. Hay hiểu con nhạc của ai bảo mình rất là thích ăn cái này đó. Chị mình không giúp được cho mình, chị gái mình cũng không giúp được, mẹ mình cũng không giúp được. Hồi đó mình bị sụt ký, mình ốm, mình ốm đến mình ốm còn có mình ốm xuống 3 kg 2 kg luôn á, kiểu như là đã ốm rồi, đã nhỏ con rồi còn ốm nữa. Trời ơi, tao nói mặc đồ cưới đâu có vừa. Oh, please, thay cho này rồi. Hey. Alligator. Đã ốm mà còn mặc đồ cưới nó đâu có vừa. Xong rồi chồng mình á, ảnh mới ảnh ở bên đó. Cái mình là hai vợ chồng làm đám cưới với nhau thì trước khi làm đám cưới là mình viết thiệp nè, đi mời thiệp cũng một mình. Xong với lúc đó buồn. Ăn gì nào? Buồn chứ. Làm cái gì cũng một mình hết. Không biết được hay. Hay. Anh chú niệm ấy, anh chú niệm ăn tập thiệp. Đi làm gì cũng một mình hết. Xong rồi anh chồng mình thì không có về được nữa. Buồn nhất là gì không? Buồn nhất là
buồn nhất là mình phải đi vô Sài Gòn. À, phải chạy ra chạy vô Sài Gòn, đúng rồi. Một mình. Mình thay một quả trứng mới nè. Trứng hồi nãy mình ăn nó hết gia vị trứng rồi. À, tôi đây. Thì anh cứ lo gấp cho mình thôi. Trong hai vợ chồng mình nói trước ngày đám cưới là xảy ra rất là nhiều việc, kiểu như là lấy chồng ngoại quốc là mình phải đi khám về thần kinh, về đầu óc á mọi người. Khám về đầu óc xong bắt đầu cái đi cũng một mình, trời ơi, đi khám về đầu óc cái nó hỏi tứ lưu tư hết, hỏi xong đá chấm cho đầu óc vẫn bình thường. Cái về đăng ký giấy kết hôn thì nó là lận cận với cái điểm này nữa nè. Các bạn biết không, là địa chỉ nhà mình á, cưới chồng là địa chỉ khác. Và các bạn nhớ chú ý là địa chỉ là phải giống như cái trong địa chỉ hộ khẩu, như là kiểu như là địa chỉ nhà mình nó khác cái địa chỉ trong cái hộ khẩu. Địa chỉ cũ là nhà mình địa chỉ trong hộ khẩu, còn địa chỉ hiện tại là nó không có nằm ở đó, mà nó như kệ như là không có được như thế, phải là chung cái địa chỉ, tất cả là chung hết. Tại vì kết hôn với người nước ngoài nó hơi khó một xíu. Với người nước ngoài nó hơi khó một xíu, nên là điều trị á địa chỉ nó bị sai, địa chỉ của hai vợ chồng á mình nó bị sai địa chỉ, thế là không được. Trời ơi, xong ảnh bay về anh ký giấy kết hôn thì lúc đó mới biết là không được. Mà cái đó chỉ còn lúc đó nha, lúc đó chỉ còn đúng một ngày nữa thôi, có nghĩa là anh về là qua ngày mai, anh về được 5 ngày thì người ta bên người ta đâu có điều chỉnh cho mình được, nó rất phải tốn tiền, mình đút tiền cho họ để họ làm cho nhanh á, cái giấy tờ cho nhanh. Thế là đưa tiền cho họ, mình làm xong cái, nhưng mà thật sự là họ cũng không có quyết định cho mình là nhanh hay không được. Có nghĩa là cắt cái hồ sơ là đưa hồ sơ, nộp hồ sơ thì từ cái độ ngày mình đưa hồ sơ là phải 21 ngày thì mới có kết quả, nhưng mà mình muốn trong vòng 5 ngày, tại vì có ảnh ở đó anh mới ký được. Xong rồi người ta cũng nói không biết, mà lúc đó hên nha mọi người, hai vợ chồng cũng nghĩ trong đầu là chắc không ký được rồi, chắc là phải đợi anh về lần nữa. Mà ảnh một năm chỉ về Việt Nam 2 lần thôi, một lần á là đám cưới và một lần đăng ký giấy kết hôn. Về năm đăng ký giấy kết hôn lần này anh đã về rồi, còn lần sau là đám cưới. Xong rồi bắt đầu cái anh chồng mình ảnh mới nói chứ chắc là không được rồi. Hai vợ chồng cũng buồn lắm, còn có ngày nữa là không có hy vọng gì nữa đâu. Cái sáng hôm sau cái cô ở đó, cô ở tại cái giấy kết hôn ở chỗ đó đó, sở làm việc á, người ta điện thoại người ta nói là em ơi kết quả đậu rồi nha, đi lên ký. Trời ơi, tao nói vui còn hơn gặp tám ông trời, mặc dù là tốn tiền mà vui lắm. Năm sáu giờ chiều hai vợ chồng mình mới lên đó ký xong cái giấy là ảnh đi ra sân bay luôn, nghĩa là từ tại vì 8 giờ là máy bay ra cái chuyến bay, nên là ảnh phải đi ra luôn, ra thẳng sân bay luôn. Mà mình vui nhất là các bạn biết có điều gì không, ký giấy xong rồi hai vợ chồng mới phát hiện ra đó là ngày 8 tháng 3 hai vợ chồng ký giấy kết hôn mọi người ơi. Mặc dù là có chút đợi chờ, trời ơi, hai vợ chồng mình đợi chờ thấy thương lắm các bạn không biết đâu. Ảnh về Việt Nam chơi 6 ngày, 5-6 ngày, mà 5-6 ngày đó hai vợ chồng mình chỉ có trên đường thôi, cứ đi xe bong 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 trên đường, cứ ngồi chầu trực ngay chỗ cái hết quán cà phê đến quán này quán kia để mà người ta ba thông báo kết quả là ra ký luôn. Thông báo kết quả ra cái luôn mà người ta cứ biểu là có kết quả rồi, mà kiểu như là họ cứ nói là hôm nay có kết quả rồi, xong rồi cứ bảo là ngày kia có kết quả, vừa làm lại hộ khẩu rồi vừa làm lại cái này cái kia, mất thời gian á. Xong hai vợ chồng mình ra Nha Trang á, kiểu như ra ngoài đó ra quán cà phê á, cứ ngồi quán cà phê mà tội nghiệp ảnh cũng ngồi hai vợ chồng ngồi đến khi ngủ gục xong mới chiều tối có hết kết quả, không thông báo nữa, bắt đầu mới về nhà kiểu như vậy á. Trời ơi, người ta nói đi ra nói cực khổ. Em giấy kết hôn xong là cả vấn đề rồi ha, là vui là được 8 tháng 3 là cái giấy kết hôn, là hai vợ chồng chính thức là vợ chồng. Xong rồi bắt đầu anh đi về nước, anh đi làm. Xong hai vợ chồng dự tính là tháng 4, tháng 5 là cưới, cái cuối cùng phải đổi lịch tiếp, tại vì Việt Nam phải thông xem bói, vì mình và anh không có hợp tuổi. Xong rồi xem bói xong rồi bắt đầu cái định ngày thì chồng không về được, không mình về được từ tháng 5 về qua, nhưng xong đến tháng 8 cũng không đám cưới được. Xong rồi đến tháng 9 rồi, ngày 16 tháng 9 hai vợ chồng mình đến làm đám cưới. Trước ngày đám cưới ta nói cực chăm bề, một mình thân nhỏ bé,
giảm ký, giảm hết 3 ký một mình lo. Xong rồi chưa kể như thế rồi phải buồn nhất là cái cảnh mà đi mặc đồ váy cưới, đi thuê đồ váy cưới mà người ta có chồng có vợ hết, người ta đi chung với nhau, mình có mình là khóc, khóc mọi người. Nó đó là kìm hết nổi là khóc. Tại vì thuê váy cưới trong Sài Gòn á, mình phải đi vô Sài Gòn từ thuê bộ váy cưới đến bộ áo dài. Mà đặt mâm quả, đặt mâm quả các kiểu, xong rồi thiệp mời, viết thiệp mời, nói chung là nhà mình không ai giúp được hết, nên chỉ có một mình làm thôi, kiểu như là một mình xong rồi đặt nhà hàng, rồi đi ăn thử món, ô tu cha tú lứa tư hết, đi đặt đại ban nhạc, thuê đồ cho các anh chị bưng quả, mà mình thì mình may mắn là mình có bạn á, mình may mắn mình có những người bạn thân á. Nên họ cũng giúp đỡ mình cho cái phần mà thuê đồ thì nhờ họ hết. Thì có nghĩa là phần đó thì đám bưng quả nhà mình á đó, đó đầu cái họ tới họ thử đồ. Xong rồi nói chung cũng linh đình lắm. Cái đến ngày đám cưới, cưới diễn ra, ta nói đám cưới hoành tráng lắm, mọi người không biết hiểu đâu. Cái cảm giác hoành tráng nhậu, đám hỏi mà ta nói nhậu. Ảnh là vậy như anh qua đây, anh qua Việt Nam mình không ở nhà nên mình không có rước nhau, chỉ có là chú rể tới nhà cô dâu tôi chứ không có rước nhau đi. Ta nói cái bữa đó ta đó bận biểu đến nỗi mà mình ngồi trang điểm mà không ngưng cái miệng luôn. Bà chị trang điểm nói em có thể ngưng 5 phút thôi không? Được, 5 phút thôi mà mình ngưng không được, tại vì sao? Phải làm, phải bận nói, gọi điện thoại hết người giao bông giao hoa, hết người tới trang trí nhà cửa tứ lưu tư hết. Mà cái miệng mình nói dễ sợ. Nói á, bảo sao, mừng à. Mình làm, nên là tại điện thoại mà người ta gọi mình đâu có đưa ta nghe được, tại vì mình mới biết cái điều đó, mình mới ái chỉ được người ta. Mình ơn làm hết, ta nói gọi điện thoại, gọi ríu rít hết trơn á, xong rồi chú rể quá. Qua bên nhà bưng xe đưa đón tới, xe đưa rước chú rể tới, rước tới vô đưa dâu trao quả, rồi bắt đầu nhậu nhẹt. Ảnh cũng xin á, về không biết tôi không tuần sao chú rể chứ đi phục vụ hết, phục vụ từ A đến Z, nhậu đâu từ 12 giờ trưa đến 5-6 giờ chiều, đám hỏi xong quay lại đám cưới. Nó cũng nhờ bạn nhờ bè một ít, nhưng mà đa phần là một tự thân là nhiều. Ôi xin à? Ừ. Trải qua cuối cùng cũng đến được với nhau, bên cạnh nhau gì nè. Anh bước bữa anh về anh thấy mình, anh thấy mình ốm quá ra sân bay đó, anh không nhận ra đâu. Thế nên là những cái bạn mà lấy chồng mà chồng xa á, giống như mình gì nè, đừng có lo, đặt thêm quả trứng nữa. Ừ. Đừng có lo là sẽ thiệt thòi hay này kia, chịu chấp nhận thiệt thòi cái hiện tại đi, thì hầu như ai cũng vậy mà, lấy chồng xa là đều như thế hết. Thêm quả trứng đó mọi người, ăn đây là thiệt, nghiện là có thiệt nha, món này ăn nghiện là có thiệt đó. Mày lên húp miếng kéo vô trong miệng. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này. Nếu mà bạn à, mọi người ơi, cảm ơn mọi người nha. Hiện tại là video của mình là hiện tại đâu là kênh của mình hiện tại đã được là 100,000 super, 100,000 lượt theo dõi đăng ký kênh. Mình cảm ơn mọi người nhiều lắm. Bạn nào chưa ấn theo dõi kênh hai vợ chồng mình, nhớ ấn theo dõi kênh, nhớ cho hai vợ chồng mình một like và một chia sẻ nha. Bye bye. 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 Bye bye.